tin chúng tôi vừa nhận được, tại Ninh Bình đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Thông tin ban đầu cho thấy đây là một vụ ngộ độc mang tính chất gia đình. Và để làm rõ thông tin, chúng tôi đã nối điện thoại với bác sĩ Phạm Thị Phương Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Xin chào bác sĩ Hạnh ạ. Xin bác sĩ cho biết là có bao nhiêu người bị ngộ độc trong vụ ngộ độc vừa rồi ạ? Xin chào các anh, các chị, xin chào khán giả xem truyền hình. Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình thì hiện tại đang tiếp nhận 7 người bệnh đến khám và điều trị. Trong một gia đình có 10, tổng số là 10 người ăn, thì hiện tại đang có 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Vâng ạ. Hiện tại thì cái tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân này như thế nào ạ? Trong 7 bệnh nhân đến khám và điều trị thì có 3 bệnh nhân là tương đối ổn định, hiện tại thì chưa thấy dấu hiệu gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn 4 bệnh nhân thì tình trạng sức khỏe tương đối là không tốt và chúng tôi đang cần các can thiệp rất là sâu, như là phải đặt ống nội khí quản, phải thở máy cho bệnh nhân, tình trạng cũng rất nặng. Vâng ạ. Tính nguyên nhân ban đầu thì của cái vụ ngộ độc này thì đã được xác định là do một cái loại thực phẩm nào chưa ạ? Bệnh nhân ăn rất nhiều thực phẩm trong bữa cơm buổi trưa, do đó thì chúng tôi vẫn nghi ngờ là bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng vào các nguyên nhân cụ thể thì chúng tôi đã báo tất cả các cơ quan chức năng để sớm vào tìm nguyên nhân gây nên ngộ độc vụ này. Và còn hiện tại trong tình trạng bệnh nhân thì chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực của bệnh viện làm sao để đảm bảo công tác cấp cứu bệnh nhân theo đúng phác đồ và chuẩn chỉ, và có xin hỗ trợ của trung tâm chúng tôi của Bệnh viện Bạch Mai. Các anh chị cũng rất nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi và đã hướng dẫn chúng tôi làm tìm mọi biện pháp để làm sao điều trị bệnh nhân cách đúng nhất và tốt nhất. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Phương Hạnh về những cái thông tin ban đầu này, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại Ninh Bình trong các bản tin tiếp theo.